Hôm nay mình đang có mặt ở đỉnh Napian ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là toàn cảnh khu du lịch của Đà Lạt, Lâm Đồng này. Từ trên đỉnh nhìn xuống thì Đà Lạt rất chi là đẹp, nhìn một không gian là quá chi là rộng lớn. Phía dưới những màu trắng trắng là những cái nhà để người ta trồng rau, trồng củ khoai tây và cái dâu tây. Ở trên này thì có rất rất chi như là nhiều ngựa. Con ngựa này là gọi là con mông ngựa, ngựa vằn, ngựa khoang. Xong rồi để tí nữa mình hỏi xem là người ta cho thuê ngựa ở đây là mỗi một con ngựa là bao nhiêu tiền. Đã chụp hình hay là đi chơi ạ? Dạ. Chị ơi cho em hỏi tí, cái một con ngựa này thuê trong một tiếng thì bao tiền hả chị? Không, tiếng theo tiếng thôi anh ạ, theo vòng 10 phút ấy là từ trăm nghìn À, là đây là bao tiền chụp hình, mình chỉ có được quay phim chụp hình ở đó. Đấy là trong vòng 10 phút là 100.000. Dạo quanh vòng đồi. Những chú ngựa ở đây rất chi là xinh xắn. Xa xa đây là những mảnh gỗ được những nghệ nhân có những bàn tay vàng để người ta khắc lên những cái chữ vô cùng là tinh xảo. Ở nhà Lapian này là người ta cho thuê đồ, là mỗi một bộ đồ là 40.000, một lần hóa trang là 40.000 đồng. Anh em thì nó đang nhìn nghĩ cái điều gì vui nhất cười thì nha, thì mắt phải dơ cao lên chứ mắt cười cười con ngó liếc hôm nay cái mắt nó bị liếc rồi, con ngó mẹ chứ chụp hình mà con liếc qua cái máy bên cạnh là con bị lé. Cười vui vẻ coi. Ở khu này là có rất nhiều hoa đấy, có rất nhiều các bạn trẻ thanh niên, cũng có những bạn là đang lập vợ chồng rồi đấy, đây chụp ảnh làm ảnh kỷ niệm. Rồi. Chơi chơi chị. Chuyển hai mặt tim hả, tim đi. Hả tim đi. Rồi. Rồi kiểu ba mình về đây một cái đi. Giơ hai tay lên. Cầm nón rồi chơi. Rồi chơi một nón. Đi chơi đi. Rồi cảm ơn. Cái ai chụp cho. Bỏ lại đây, bỏ lại. Nhầm nhầm xuống á hả? Ồ, đẹp lắm. Rồi. Thôi. Nãy lên mày kìa. Thôi cái tay từ lúc giờ cầm cầm cái bắp. Không ai gì ạ. Kiểu là giờ để xong cái giờ để. Chụp ở đây đẹp hơn này. Bờ quá.
mấy chục cái đây đẹp này. Hiện giờ mình đang có mặt ở khu ẩm thực của đỉnh Napiang. Và khu này rất thơm các bạn. Và khu này rất chi là sạch sẽ, rất chi là nhiều người đến đây ngồi vừa nghỉ tí cũng lại vừa ăn. Đi lên đến đây cũng nói thật ra là cũng rất chi là mệt rồi vì mình đi bộ. Em ăn thôi. Dạ dạ. Đây xuống như này. À, càng ngày thì càng có nhiều người là đến lên trên khu này để nghỉ ngơi và gọi đồ ăn. Lượng người kéo vào đây càng ngày càng đông. Ở trên cái đỉnh Lapian này chỉ có nguyên xe này thôi các bạn. Đấy, nguyên xe này. Không có xe nào khác có thể lên trên khu vực này ngoài xe này. Không hiểu là lý do làm sao mà ở khu vực này chỉ có xe này thôi. Trên này có cái nhà hàng đẹp quá. Mà trên này lại ngồi lại mát. Mình đi ra chỗ kia thấy có cái xe ô tô đẹp. Đúng rồi, đấy đúng rồi, hai em chơi xe ôm. Xe ôm này nhập nè. Rồi, hai bạn, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai bạn. Cái xe này là xe của đây 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 như này sáng thế là cái gì đó đây. Xe của Pháp ngày xưa đây, đây, một, đây, đây, đây. Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy cái xe này. Xe này vẫn còn nguyên bản. Ở chỗ này là đỉnh này lại là chỗ cao nhất các bạn. Đây chỗ này cao thật. Đứng ở đây là nhìn quan sát được hết. Chỗ này cao nhất nên là có rất chi nhiều ống nhòm. Đó, ống nhòm được đặt ở đây để quan sát xuống phía dưới. Có được không? Bỏ sâu gì mới còn được hả? Mà giờ sâu sao mình ngồi sao? Mình ngồi sâu sao vậy? À, đây 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 đây. Đó ngồi cho. Ở đây là người ta cho thuê làm xem là 10.000. Xem cái kính nhìn xuống dưới là 10.000. À, bán xuồng gì nó bán xuồng gì à vậy hả à cái là bán xuồng gì ở đây người ta trồng được những cái bông hoa này mình cũng không biết là những bông hoa gì nhưng mà những bông hoa này rất chi là đẹp.
Đây là có cái bảng, có cái cục đá người ta khắc chữ lên đây là huyền thoại La Pia. Đây có hai con đại bàng các bạn ạ. Đấy, nó vừa kêu đấy. Đấy, hai con đại bàng này người ta xích. Người ta xích chân rồi. Đấy, con này lại có cái màu ở trên. Hai cái lông, hai có một chỏm lông ở trên chốc đầu. Đây có anh này, anh ngồi anh trông hai anh chim này. Anh ơi, à đây là có ba con. Đây còn nữa, con này sau anh không nhìn thấy. Con chim này là mình cho thuê hay là thế nào anh? Thuê chụp hình. À thuê chụp hình. Cho nó đậu trên vai đúng không anh? À đậu tay. Một lần chụp hình là bao tiền anh? 30.000. 30.000. Đây là anh em cho thuê con chim này, con đại bàng này hay con gì? Đại bàng núi. Đấy, con này là con đại bàng núi và anh cho thuê chụp hình là mỗi một lần chụp là 30.000 các bạn. Đấy, các bạn nên đến đây chụp hình những con đại bàng này. Nhìn ba con này quá đẹp luôn. Và đây lại còn một con nữa, anh này cũng có một con này cũng có cái màu ở trên, có chỏm lông ở trên đầu. Mắt đây. Vàng, con này ngon hơn mắt vàng. Dạ, con này là con mắt vàng các bạn ạ. Con này gọi là con đại bàng núi. Và ở trên chỗ đỉnh núi cao nhất của La Piang là có một cái...